Chào mừng cô chú anh chị xem kênh ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị cái cây hàm tiếu bên em của chú anh chị. 2, 4. Dạ, chiều cao cây là tầm 50 tỏ lên nha chú anh chị. Dạ, cây đang hoa nụ của chú anh chị. Đó, cho chú anh chị chìm ngắm cùng em. Đó, thời gian tầm luôn chú anh chị. Dạ, rất là đẹp luôn chú anh chị. Đó, cây nào cây nấy nè. Đó, hình gốc thì có ngón tay cái luôn chú anh chị. Cây rất là xinh ôm luôn chú anh chị. Đó, về của chú anh chị cứ mạnh dạn bấm tỉa tàn cho em. Dạ, tàn nhiều thì sẽ nụ nhiều, tại vì nụ thì nó sẽ ra những cái nách lá như này của chú anh chị, thành ra nách lá nhiều thì sẽ cho mình bông hoa nhiều của chú anh chị. Giờ của chú anh chị cứ mạnh dạn bấm tỉa như em đây. Ở đây chú anh chị thấy không ạ? Thì bắt đầu nó sẽ ra những cái chồi mới sẽ mang đi theo những cái bông đó. Rồi chú anh chị nhìn ngắm của em, đây là những cái vết bấm tỉa của em đây chú anh chị, để cho nó được toàn ra, nó toàn. Dạ, nó của chú anh chị chờ là cái thực chủ để cho nó đi lên, mà không có chú anh chị nào muốn cho nó toàn vỏ luôn thì chú anh chị có mạnh dạng sạc thực chủ luôn để cho nó toàn luôn, không bộ toàn đó. À, được em vô chậu xe chính nha chú anh chị. Đó, nó cho chú anh chị chìm ngắm cái lô bên em đây, đây. Đó, cho chú anh chị chìm ngắm. Đó, rồi, trong quá trình vận chuyển thì gụ nụ sẽ có thể rụng nha chú anh chị, chú anh chị thông cảm giùm em. Cây okay, nó yêu cầu chú chị anh tí anh chị của chú anh chị có cây giống rồi, nó sẽ mau hồi phục coi. Dạ, đó, cho chú chị chìm ngắm. Dạ, đó, một trong những cái dòng hoa thơm mà tầm lâu năm đó, và phẩm chất và tinh tế nó của chú anh chị. Đó, nó cho chú anh chị chìm ngắm cùng em. Nó đây là những cái vết tích em bấm này chú anh chị, tầm mình để lại cho con cháu sau này luôn chú anh chị. Dạ, cây này nó lớn lắm chú anh chị, nó bự lắm. Dạ, nó không phải như những cái dòng bông mà của chú anh chị chơi bữa hai bữa rồi nó chết, cái này nó sống quanh năm, nó thân gỗ của chú anh chị, và càng lớn thì nó càng có gỗ bự, nó nở đế nở rễ rất là đẹp của chú anh chị, nó bú u sần đó. Rồi em chân thành là cảm ơn của chú anh chị xem kênh. Bên này bên em có 2 size, 1 size như tên mảnh của chú anh chị và 1 size lớn hơn. Đó, cho chú anh chị lựa chọn. Rồi mà những anh em có những cái lô mà bự nữa. Đó. Rồi. Đó. Yêu thích những dòng hoa thơm xin liên hệ bên em, để bên em là chuyên những dòng hoa thơm. Đó. Cho chú anh chị chìm ngắm cùng em. Cây em tự động sửa đế sửa rễ nào chú anh chị thấy không ạ? Rồi, em chân thành cảm ơn đã xem kênh. Cây này mà em mới bấm tỉa nào chú anh chị rất đẹp. Xin kết thúc video đây. Kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe ạ. Cho chú anh chị chìm ngắm cùng em.